low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 hustle hard, hustle every single day. Yo. Ok, hôm nay trên tay tôi đang là Zidane Icon cộng 7. Con hàng này thì thuộc dạng hiếm của server. Hàng hiếm của server luôn anh em. Ở trên server hiện tại đang đó đếm chắc chỉ đếm trên đầu 5 ngón tay thôi, chưa đến 5 con. Không biết chính xác là bao nhiêu con nhưng mà chỉ chưa đến 5 con thôi. Zidane Icon cộng 7 anh em nhìn nếu mà book của level vào nữa này. John Wick bảo là cả server chỉ có 2 con thôi anh em ạ. Đấy, 2 con duy nhất thôi. Dã man vậy ta. Dì bóng 140, dự bóng 140. Với bộ chỉ dấu ẩn này, sút xoáy này, tinh tế này, truyền dài kiến tạo, thánh truyền bóng, bấm bóng qua người. Ôi, quả Zidane Icon cộng 7 này thì thôi thì cứ FD hoặc sút D thôi anh em nhở, hoặc là ZD thôi. Bộ chỉ số như này thì có gì đâu mà review ta. Tôi cảm giác quả Zidane này nó sút nó nhẹ hều à. Nó còn nhẹ hơn cả Netfest ấy. Ronaldo CC có thể sút được quả như vậy. Nhưng mà khi nhìn vào mức thẻ cộng 7 thì anh em không có thắc mắc gì nữa đúng không? Cộng 7 mới sút được như thế thôi. Đó đó. Nó đó. Nó đó. Đây mới là sức mạnh thật sự của Zidane này. ZD. Được chưa? Chuyển xem nào. Ô chạy được nhá, hàng đi chạy được. Nói chuyện với đối thủ bằng ZD. Ok. Làm sao? Đâu đây anh em thấy Zia solo kill cái bàn nữa. Anh em tôi vẫn đang ngồi đây để đợi những cái lời khen đến từ anh em nha. Vẫn đang ngồi ở đây. Ghi bàn nó là dễ rồi nhưng mà ghi bàn theo cách như thế nào ấy để thấy được cái sức mạnh của Zidane ấy thì mới là khó anh em ạ. Còn để mà ZD hay là D thường ấy hay là đệm ở trong vòng cấm thì nó dễ quá rồi. Ghi bàn theo cách không giống ai mà. Trước kịp hot luôn. Không đùa nhá. Ok, được chưa? Phút 84 rồi, 88 nhá, còn 2 phút nữa đủ ghê, một thêm bàn nữa, được chưa? Mẹ gì ăn khéo thế nhở? Vừa khéo còn vừa khỏe chứ. Có đây thủ sáng quá. Chút xa thử xem nào. Ông quả đấy bất ngờ nhá. Quả đấy tôi không nghĩ là Zidane sút vào quả đấy đâu. Quả đấy sút hơi bị bất ngờ đấy. Giật Z này làm đồ bạn chớ ấy. À dính như Van der Sar có tí Zigon rồi. Tưởng là mình ZD đúng không? Vào rồi. Chớ kìa. Chớ kìa. Riêng đi Zidane. Ok. Rồi. Quả này nhá. Quả này là quả đẹp nhá. Ui. Ui giời ơi. Chớ. Chớ lòi luôn ấy. Nhớ anh em trước tôi làm cái quả fake FD gần như là đầu tiên của FC Online luôn ấy. Xong mãi về sau bắt đầu anh em mới kiểu học theo dần ấy. Trước làm gì có anh em nào biết fake FD đâu. Không biết là có fake FD luôn mà.
lên. ZD ác thật sự á, mẹ ZD với cả Zidane Icon cộng 6 là anh em đừng hỏi đúng không? Gì hả? Sút tiếp sao đỡ nhở? Nó thẳng ra tiền sút được chưa? Tiền sút. Mà ghê thật sự. Mẹ ơi Zidane sút ghê quá à. Này Zidane một lắp nhưng quả cái cổ pháo này nữa thì thôi anh em đừng hỏi vấn đề là Zidane tại sao mà có thể sút nhanh như thế đúng không? Đấy thì toàn đá liếc mắt một tí này. Ok, công nguyên này. Em thấy gì đó. Đó thể hiện khả năng mà bình tĩnh xử lý. Nhớ anh em gọi là DD góc xa ngay ở cái nhịp đầu tiên rồi chứ không phải rêu vào thủ môn nữa nha. Thề với anh em là như vậy. Không em là xử lý giống tôi đâu. Có em xem nhiều em sẽ biết là những cái tình huống hưu tư môn đấy nó hiệu quả thế nào. Zidane tiếp tục diễn Zidane này. Zidane ok, tôi bảo rồi mà. Diêu bỏ cái hợp đầu tiên. Tặng cho Tuấn Trường một bàn đã. Ui. Gặp bóng qua đầu Tuấn Trường. Không được. Không được. Ok, ngã, anh ngã. Ben này. Có chuyển không? Đê đê luôn. Nhìn Tuấn Trường sao có Zidane mình mãi không sọc trúng nữa. Hải điên. Giờ đang định mời em ý sang bên này mà. Thì tôi sẽ chơi kiểu solo một thẻ, mỗi người mở một vòng. Hai vòng sự kiện đúng không? Cô đây rồi. Tốc Tassilo lao lên một vị thần vậy. Quả đấy đang định dốc thẳng bóng vào trong lưới luôn. Em thấy tôi bình tĩnh không? Bỏ nút đe ra. Sổ luôn. Đừng khen tôi bạn đấy nha. Bạn đấy tôi làm hoài. Zidane. Xôi. Sao bạn này chỉ quen vậy ta? Bạn này như giống cái bàn rô béo mình vừa ghi hôm nọ mà. Ê, thật đấy. Úi. Trời ơi. Đúng là Zidane chỉ được cái ZD thật xúc phạt như thề. Được mỗi cái ZD thôi. Gặp tóc đã bạc rồi. Hôm nào em đi nhuộm thì không? Anh đang thích nhuộm tóc. Anh cũng đang thích nhuộm tóc. Ôi trời, Zigo vậy. Người ta có ZD đâu mà Zigo vậy. FD mà. Rồi, tôi vừa nói chung mà review quả Zidane Icon cộng 7 này đấy. Vì khả năng sút xa này, FD, ZD các thứ thì không phải bàn rồi. Nhưng mà khả năng sút phạt của dạy Zidane thì nó hơi hẻo. Nó quá kém ấy. Xem chỉ là sút phạt của Zidane xem nào. Đá phạt 133 mà. Sút xoáy đến 133 nữa. Tại mà tại sao sút phạt chán thế nhở? Sút phạt cứ thằng tuột tuột à. Nhưng mà thật sự con hàng này một CM toàn diện đấy. Toàn diện. Nếu mà nó có quả sút phạt nữa thì nó là mê luôn. Cái dáng đứng sút phạt mà như Beckham nữa thì vô đối luôn. Vô đối trong cái tầm gọi là CM. Con hàng này thì cũng chỉ là từng cái gì nhỉ? Hai con duy nhất trên server thôi anh em ạ. Nó không có nhiều nhá. Hai con duy nhất trên server thôi. Rất là may mắn thì cảm ơn The Wake đã gửi cho anh cái hạt có Zidane Icon cộng 7 này. Cảm ơn em. Bye bye anh em nhá. Bye bye mọi người. Cảm ơn toàn thể anh em rất là nhiều. Hẹn gặp anh em vào tối ngày hôm nay nha. Bye bye mọi người.